Rồi. Xin chào các bạn nha mọi người nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cùng xem cái cảnh là tàu lên ủ rồi các bạn. Thì bây giờ trong quy trình đã sửa chữa xong ha. Thì đang chuẩn bị kéo xuống ha. Đây là đường gây. Gây nè các bạn. Rồi đang kéo nó qua ha. Rồi lại các anh em các bạn cùng đón xem ha. Thì đây là cái máy để mình điều hành nè các bạn, để mình kéo nè ha. Không rồi các bạn nhìn thấy không, cái đường dây nó căng nè. Nói chung thì mình kéo cũng nó đi từ từ nên các bạn, tại vì cái ghe nó lớn lắm ha, không phải đi nhanh được đâu. Các bạn thấy di chuyển không? Nói chung thì nó đi chậm thôi. Tàu lớn ghê không các bạn nè. Nói chung tàu này đem lên cũng sửa chữa cũng một số vấn đề nhỏ ha các bạn. Thì chắc một số lỗ thủng mà ha. Thì các anh thợ cũng đã giá và sơn phết rồi lại. Không. Rồi mình sẽ đi một vòng chia sẻ chi tiết cho các bạn cùng xem ha. Những bên đổi nè các bạn, thấy không? Thì một chút ra đây là kéo qua này bên kia rồi là sẽ hạ thủy nó xuống luôn ha. Các bạn đây là một số sơn lại nè. Không. Tàu đang di chuyển đi nha các anh em. Chung thì rồi mình đã ra được tới mũi này các bạn nè, một số đây cũng giảm giá trên mũi nha ha. Tàu này lớn à. Các bạn thấy không? Không dây nó căng lên các bạn. Thank you.
kéo qua bên đây đó nghe các bạn, kéo qua cái đường dây bên này. Kéo qua đây đó nghe các bạn. Thì nãy mình vừa chia sẻ được cái chiếc này các bạn, thì chiếc này cũng đã mới kéo xong ha. Chung qua cũng chậm không các bạn. Đi qua từ từ vậy đó các bạn. Lắp máy đồ cũng chưa gắn được luôn này đó. Thì nói chung thì chừng nào mà hạ thủy đồ xong đó là bên bổ thẳng sửa bên máy móc rồi mới gắn lại sau ha. Nói chung thì trong ủ tàu nó có nhiều nhiệm vụ các bạn. Bên bổ phẳng hạ thủy thì người ta hạ dằn hạ thủy chứ kéo lên đó các bạn, còn bên bổ phẳng sơn thì nó riêng luôn ha. Lớn ghê không các bạn, con tàu tàu đánh cá mà các bạn ơi, lớn lắm. Như vậy mới chịu nổi với cái sóng của biển ha. Rồi bị một số trục trặc gì các bạn ơi. Đây cũng mới dặn hết rồi, sơn lại ha.